Thái Lan không chỉ nổi tiếng với những TVC quảng cáo cười xỉu, mà những sản phẩm có xuất xứ tại đất nước này cũng được nhiều người quan tâm. Mỹ phẩm Thái rất được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng không chỉ vì công dụng hiệu quả mà giá thành cũng ưng cái bụng. Nếu chị em có tìm hiểu về các sản phẩm tẩy da chết giá bình dân, thì chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua muối tắm sữa bò Aban. Tại sao thì theo dõi bài viết để biết câu trả lời nhé. 1. Thương hiệu Aban là một thương hiệu chuyên về sản phẩm chăm sóc cơ thể có xuất xứ từ Thái Lan, vốn nổi tiếng tại nhiều nước thuộc khu vực châu Á với những sản phẩm muối tắm đa dạng. Hầu hết những sản phẩm thuộc Aban đều có nguồn gốc từ thiên nhiên. Các thành phần đều an toàn và lành tính vì thương hiệu này chú trọng vào việc làm đẹp, chăm sóc cơ thể cho chị em một làn da khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Các sản phẩm của Aban đều có giá rẻ hơn so với những dòng sản phẩm từ các thương hiệu khác mà chất lượng thì không thể chê nên được nhiều người ưa dùng. Các sản phẩm nổi bật của Aban rất được ưa chuộng như muối tắm sữa bò Aban Spa Mucol, muối tắm Aban Spa Sour Sol Fruit Yogurt 400ml, muối tắm sữa tẩy tế bào chết Aban Spa Cucumber Sol 300g, muối tắm sữa tẩy tế bào chết Aban Spa White C. Ngoài ra, thương hiệu này còn phát triển thêm nhiều loại sản phẩm chăm sóc sắc đẹp khác như sữa tắm, lotion sữa dưỡng, với mục đích đáp ứng nhu cầu chăm sóc da cho phái đẹp như ở spa. 2. Thiết kế muối tắm sữa bò Aban có hai dạng, tuýp pha sẵn dạng kem có thể dùng ngay không cần pha và dạng túi zip với muối bột cho những ai thích massage với tác động mạnh hơn. Cả hai dạng đóng gói đều có tôn màu hồng rất dễ thương, được đóng gói chắc chắn để bảo đảm chất lượng sản phẩm. 3. Thành phần muối tắm sữa bò Aban thường được nhiều người gọi với cái tên muối bò bởi thành phần chính của nó bao gồm chính là sữa bò và muối khoáng tinh khiết. Thành phần chính trong muối tinh khiết là Micronizetson Special Formula. Đây là nguyên liệu độc quyền của thương hiệu Aban gồm muối hạt khoáng tinh khiết với kích thước nhỏ giúp loại bỏ da chết hiệu quả. Các hạt muối biển này có chứa nhiều khoáng chất tốt cho da như magie, canxi, kali, kẽm. Sữa bò vốn được biết tới với nhiều nguồn vitamin, khoáng chất và protein giúp nuôi dưỡng và tái tạo làn da chắc khỏe. Sản phẩm còn chứa nhiều thành phần giúp hỗ trợ chăm sóc da hiệu quả như axit citric, arbutin, vitamin E và glycerin. 4. Công dụng có khả năng làm sạch da tốt hơn rất nhiều so với những sản phẩm sữa tắm thông thường. Nó giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, tiêu diệt vi khuẩn và những loại nấm gây bệnh trên da, giúp ngăn ngừa các loại mụn lưng, cải thiện tình trạng viêm nang lông và một số bệnh ngoài da khác. Tẩy tế bào chết hiệu quả, loại bỏ các lớp da sần sùi, bong chóc, nứt nẻ, giúp da thông thoáng hơn và mang đến cho bạn làn da sáng khỏe. Tăng cường khả năng tái tạo, kích thích lưu thông tuần hoàn máu, hỗ trợ nuôi dưỡng làn da, giúp xóa mờ những vết thâm sạm ở những vùng da từng bị tổn thương. 5. Ưu và nhược điểm. Ưu điểm: sản phẩm có hai dạng đóng gói tiện lợi, đáp ứng được mọi nhu cầu làm đẹp của người tiêu dùng. Giúp làn da trở nên mềm, mịn hơn, cải thiện sắc tố giúp da trắng sáng hơn so với thời điểm chưa dùng sản phẩm. Nhược điểm: sản phẩm phổ biến nên dễ dàng bị làm già gây ảnh hưởng đến sức khỏe làn da của khách hàng nếu mua nhầm. 6. Trải nghiệm cá nhân. Mình tìm đến muối tắm sữa bò Aban vì thấy được khá nhiều người review và giá em này khá rẻ nên mua về dùng thử. Mình chọn dạng túi zip vì thích massage trên da và tẩy tế bào chết hiệu quả hơn. Em này có mùi thơm của sữa, y chang sữa bột uống luôn ít. Mình thường sẽ làm ướt cơ thể và dùng lượng vừa đủ cho vào lòng bàn tay, thêm một chút nước để dễ thoa lên da hơn. Sau đó massage đến khi muối tan, bạn sẽ cảm nhận được làn da mịn màng hơn trông thấy, lỗ chân lông cũng thông thoáng và tế bào chết thì được loại bỏ sạch sẽ. Mình cũng có bị viêm lỗ chân lông nhẹ, nghe nói em này có thể hỗ trợ giảm tình trạng này, nhưng vì mới xài nên chưa thấy rõ hiệu quả lắm. Nói chung là mình thấy em này ngon bổ rẻ đáp ứng được đúng nhu cầu tẩy da chết của mình nên rất ưng. Nếu các bạn cũng giống mình thì thử dùng em này xem, đáng để mua đó. 7. Các câu hỏi thường gặp: giá thành sản phẩm là bao nhiêu? Dù là dạng túi zip hay tuýp thì sản phẩm này cũng có giá cao hơn 30.000 đồng một chút mà thôi. Bất ngờ lắm đúng không? Nhưng sự thật là như vậy đó. Dù vậy, bạn cũng nên lựa chọn chỗ mua uy tín tránh mua phải hàng giả nhé. Bao lâu nên dùng muối tắm tẩy tế bào chết một lần? Đối với hầu hết sản phẩm tẩy da chết, hay với em này bạn cũng chỉ nên sử dụng từ 1-2 lần một tuần thôi nhé. Dùng quá nhiều không những khiến da bị mỏng, trở nên khô ráp, tích ứng mà còn vừa nhanh hết sản phẩm nữa đó. Sau khi tẩy tế bào chết xong đừng quên bôi thêm dưỡng ẩm để da mềm mại và đạt hiệu quả cao hơn nhé. Muối tắm sữa bò có dụng cho mặt được không? Em này rất an toàn và lành tính nên có thể dùng cho toàn bộ cơ thể từ những vùng da bị mụn, viêm lỗ chân lông đến các vùng bị gấp khúc tối màu như khuỷu tay chân và tất nhiên có thể dùng được cho cả mặt nữa đó. Lưu ý là sản phẩm này dạng hạt và có độ mặn nên da bạn nào khỏe mới nên dùng thôi, còn không thì mình khuyên bạn nên mua các sản phẩm chuyên dụng cho mặt. Các bạn da đang bị mụn hoặc nhạy cảm thì càng không nên dùng em này cho da mặt nha. Dùng muối tắm sữa bò Thái Lan có bắt nắng không? Dù không sử dụng muối tắm hay tẩy da chết thì chúng ta vẫn nên dùng kem chống nắng body hàng ngày, nên để đảm bảo làn da trắng sáng hơn thì bạn nên kết hợp dùng kem chống nắng hay xịt chống nắng body nhé. Những chia sẻ trên đây của chúng mình hy vọng sẽ cho bạn một cái nhìn sâu sắc hơn về sản phẩm này, và nếu bạn muốn mua ngay và luôn thì đừng ngần ngại bấm vô chiếc link ở phần mô tả nhé.